Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm Mạng. Trên đây thường là người có khả năng giao tiếp, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ còn là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Và để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bản mệnh tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của chúng tôi. Gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm Mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực trừ, mạng sai trung thổ, đất và cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, bà chúa ngọc độ mạng. Tử vi chọn đời năm Mạng Đinh Tỵ sinh năm 1977 có thể được khái quát qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, trong tâm thường có tánh linh thường thường, số người khôn khéo mọi đường, nếu mà lõi số thiên đình sầu vương, có khi mắc phải tai ương, phu thê cắng đắng đôi phen mới bền, thấy ai thất nghiệp lỡ đường, ai mà than thở thì thương giúp liền. Nhiều lúc làm có của tiền cũng bị tan rã, phá tan rã rời, bà con thân thích chẳng trông, một tay lập nghiệp gia môn an hòa, số này trời đã ban cho, trở về hậu vận mới là thành thơi. Tổng quan, cuộc đời Đinh Tỵ năm Mạng gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình và bạn bè. Bởi vậy họ sớm thành công mà xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người này có số hưởng thọ từ 73 đến 81 tuổi. Những người làm công ăn lương, ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Đinh Tỵ năm Mạng được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Năm Mạng Kỷ Tỵ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng với ý trung nhân của mình đến suốt cuộc đời. Công danh gia đạo, Đinh Tỵ là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, bởi vậy sự nghiệp của họ được gây dựng rất nhanh chóng, không đến mức sang giàu, quyền quý, nhưng cuộc sống luôn đủ đầy, hạnh phúc, không phải bận tâm lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền tài. Tuổi hợp làm ăn, Đinh Tỵ năm Mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ được thành công và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi, tai ách do số mệnh tác động. Do đó để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây Đinh Tỵ nên sử dụng vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm trong phong thủy để kỵ tà, gỗ huyết long, kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa, tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì điều tốt đẹp sẽ đến với mình, mà từ đó tài lộc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Lựa chọn vợ chồng, muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo nghĩ bất kỳ một điều gì, tiền bạc luôn dư giả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, thì Đinh Tỵ năm Mạng nên lựa chọn kết duyên với những người hợp tuổi với mình cả về tình duyên và tài lộc,
như Canh Thân và Bính Thìn. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ dừng ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu và Ất Mão. Kết hôn với các nữ mạng tuổi Tân Dậu Đinh Mão và Ất Mão Đinh Tỵ cần phải học cách nhường nhịn, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn nữa với người bạn đời của mình. Như vậy, cuộc sống gia đình vợ chồng mới hòa hợp, thuận lợi theo ý muốn. Vào những năm xung kỵ trong chuyện lương duyên, đó là vào các năm ở tuổi 19, 27, 31, 33, 39, 43, bạn không nên tiến tới hôn nhân và xây dựng gia đình. Đinh Tỵ năm mạng sinh vào các tháng 1, 2, 4, 7, 9 và 12 âm lịch thì thường có số đa thê hay có nhiều thay đổi trong chuyện tình duyên. Tuổi Đại Kỵ năm mạng Đinh Tỵ nên tránh cộng tác trong công việc hay nên duyên nợ vợ chồng với những tuổi Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ. Nếu kết hợp sẽ không mang lại nhiều may mắn. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Đinh Tỵ năm mạng có đại hạn vào các năm 24, 33 và 45 tuổi. Mọi việc cần hết sức thận trọng đề phòng những chuyện bất lợi về sức khỏe, không nên chủ quan với các căn bệnh nhẹ, công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông. Chuyện tình cảm và gia đình kém hòa hợp, đôi lúc xảy ra nhiều mâu thuẫn xích mích. Những ý tưởng mới, những dự định lớn, bạn nên để sang năm khác thực hiện thì sẽ thu được kết quả tốt hơn. Bản mệnh nên mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật để luôn được phù trợ và cảm thấy an tâm trong mọi việc trong cuộc sống. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi ngày giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì Đinh Tỵ năm mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi người, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, nhiều chuyện khó khăn xảy đến, tình cảm không được thuận lợi vào năm 20 tuổi. Năm 21 tuổi có hạn nhẹ vào mùa đông, chú ý kẻo hỏa hoạn hoặc bị lừa gạt. Năm 22 tuổi cần cẩn thận vào mùa hè và những người bạn xấu. Sức khỏe suy yếu vào cuối năm 23 tuổi, có thể đau ốm, bệnh tật liên miên. Năm 24 tuổi, một mối nhân duyên hoàn toàn mới được bắt đầu, cần tránh đi xa vào năm 25 tuổi, kẻo gặp đại họa, tai nạn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, gia đạo có chút mâu thuẫn bất hòa vào năm 26 tuổi. Bạn có vận hạn vào mùa xuân, đặc biệt là thời điểm đầu tháng 2 của năm 27 tuổi. Vào giữa năm 28 tuổi sẽ có tài lộc bất ngờ. Năm 29 tuổi khó tránh khỏi chuyện đau buồn. Nếu sinh được một cậu quý tử vào năm 30 tuổi thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi cho cả gia đình và chính em bé trong tương lai. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có đại hạn từ năm 31 tuổi đến năm 34 tuổi nên mọi chuyện phải hết sức thận trọng vào những năm này, kẻo hao tiền tốn của hoặc bị lừa dối. Sang năm 35 tuổi, mọi chuyện khởi sắc, công việc tốt đẹp.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, đây chính là khoảng thời gian hay đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, từ công danh đến tiền tài, mọi sự đều được như ý muốn, nên tận dụng thời cơ sẽ giành được thắng lợi. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi phải hết sức cẩn thận, kẻo có tai họa bất ngờ xảy đến. Năm 42 tuổi, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, nếu không sẽ hay bị ốm vặt. Năm 43 tuổi có hạn vào mùa thu, cần tránh đến nơi sông nước kẻo gặp nạn. Năm 44 tuổi, không nên quá tin tưởng ai kẻo bị kẻ xấu đánh lừa để mưu lợi. Năm 45 tuổi, tình cảm có biến động lớn. Từ năm 45 tuổi đến năm 50 tuổi, gia đạo có chút rắc rối, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái vào những năm này. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, kẻo gặp phải hậu quả nặng nề. Năm 45 tuổi, có niềm vui từ con cái trong việc học hành. Từ 50 tuổi đến năm 55 tuổi, trong khoảng thời gian này, cuộc sống và tài vận có nhiều điều hay đẹp, danh vọng và sức khỏe vào năm 53 và năm 4 tuổi có phần hơi xấu. Từ năm 55 tuổi đến năm 60 tuổi, có nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc vào những năm này, tài vận dồi dào. Nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân, đây chính là khoảng thời gian khá an nhàn. Vì vậy, Đinh Tị nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn. Trên đây là những chia sẻ về tử vi chọn đời năm Mạng Đinh Tị 1977. Để biết thêm tử vi chọn đời của những tuổi khác, mời tất cả quý vị chúng ta cùng ghé thăm và nhấn đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào tín hiệu quả chuông để có thể cập nhật tin tức quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.